bị cáo Bùi Chí Hùng. Mối quan hệ giữa bị cáo và bị hại Trần Trung Đức là gì? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo là bạn của bị hại à? Vậy tại sao bị cáo lại dùng dao đâm chết bị hại? Dạ thưa hội đồng xét xử, lúc đó bị hại đánh bị cáo, bị cáo chỉ lấy dao ra để tự vệ rồi mình chạy đi thôi. Nhưng mà không ngờ là cái nhát dao đó lại cướp đi tính mạng của bạn của mình. Bị cáo sợ lắm. Đứng lại mày. Không gặp mày nữa. Mày tính chạy đường này trốn tao nữa hả? Tao đâu có trốn mày đâu, tao nói với mày rồi, tao không có đánh em gái của mày. Mày là thằng hèn, làm mà không dám nhận hả? Tao không có làm mà không tin bây giờ, mày dẫn tao giờ tao gặp Sương đi rủ lúc đó, ba mặt một lời. Giang nói lá tòa mày. Tao không có làm, đừng, Đức ơi. Ba mày, Đức ơi, tao không có làm. Đức ơi, ba mày. Tại sao nó lại không tin mình? Nó là bạn thân của mình mà. Lúc trước còn vui vẻ với nhau. Đem tắm nữa. Rồi. Ê đâu đâu. Quá đẹp luôn. Ồ. Ôi ơi tao đẹp trai nhất. Anh dùng xấu quá. Ờ. Anh đẹp trai nhất anh luôn. Đẹp trai nhất luôn. Phải rồi mày ơi. Em nói đúng rồi. Anh với anh Hùng chỉ em bài toán này đi. Bài gì mà khó quá à. Trời. Dốt học dốt quá thì có. Ờ. Anh hai chào em hoài. Thằng này kỳ quá. Người ta không biết thì phải chỉ cho người ta đâu cái bài nào. Bài này nè. À bài đây hả. Bài đây là mình phải giải vậy nè. 2 cộng với căn bậc 2. Rồi mình chia cho 1 cộng căn bậc 2. Rồi mình ra kết quả thôi, dễ mà. Đó thấy chưa, anh nói mà. Mày biết gì mày nói, mày học cùng dốt quân tao mà biết gì mày nói. Đó rồi, qua cái bài này là căn 15 trừ căn 5. Căn 15 là nhiêu căn 15? Con bị sao vậy? À, dạ không có gì ba. Mày tụ tập đánh nhau nữa phải không? Dạ không có, con có đánh nhau. Con đừng có chối. Ba đã để ý con mấy ngày nay rồi. Ngày nào đi học về thân thể con cũng như vậy hết á. Nếu không tụ tập đánh nhau thì là cái gì? Con nói là con không có đánh nhau mà. Tại sao ba không tin con? Sao con mai tin con hết vậy? Con không nói chuyện với ba nữa đâu. Ừ, con lên lầu đây. Không. Út, sao không đợi anh ở trường? Tại hôm qua anh nói sau giờ học anh sẽ gặp anh Hùng nên em quá gian nhỏ bạn về luôn. Đừng có gọi nó là anh nữa. Vậy hôm nay hay đánh ổng hả? Chứ thì sao? Nó dám mà đụng tới Út á, anh không tha cho nó đâu. Mà hay đánh ổng, ổng có đánh lại em không? Giờ em sợ ổng lắm. Yên tâm đi, nó không dám qua đây nữa đâu. Anh mới đánh nó rồi. Ủa? Mà nó có đánh Út thiệt không vậy? Em nói thiệt mà. Bộ nay không tin em hả? Anh hai đi tin người ngoài. Thôi anh hai xin lỗi. Anh hai tin. Anh hai tin Út. Anh hai hứa phải tin Út á. Rồi, được rồi. Anh hứa. Nha. Ngoan. Thank you.
Ai... Chưa đi học sao? Dạ, 3 giờ con đi. Con ăn uống gì chưa? À, dạ, con tới trường con ăn. Con đi học nha ba. Thằng kia, đứng lại. Đứng lại. Chạy hả? Đứng lại. Đứng lại cho tao. Mày dám mét thầy chuyện tao đánh mày hả? Tao không có nói. Tao không có nói mà. Không nói nè. Tao không có nói mà cái thằng này. Mày không nói sao thầy biết? Tao đâu có biết đâu. Ông biết. Ông. Mày nói đi. Hôm nay tao không sợ mày đâu. Mày mà đánh tao nữa. Tao đánh mày đó. Mày ngon mày đâm đi. Nè. Đâm đi. Mày hù tao hả? Tao không có ý đó mày. Tao không có ý. Theo như lời khai thì bị hại đã đánh bị cáo rất nhiều lần. Tại sao bị cáo không báo gia đình hoặc là báo nhà trường để có biện pháp can ngăn mà lại thủ sẵn hung khí để gây hại cho người khác? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo không muốn báo cho nhà trường tại vì bị cáo sợ Đức sẽ bị đuổi học. Vậy sự thực thì bị cáo có đánh em gái của bị hại hay không? Dạ không ạ. Bị cáo không có đánh em gái của Đức ạ. Vậy giữa bị cáo với em gái bị hại có mâu thuẫn gì không? Dạ từ hội đồng xét xử, bị cáo và hai anh em của Đức không có mâu thuẫn gì ạ. Mời Trần Ngọc Sương, em gái bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi đồng xét xử. Cháu hãy cho hội đồng xét xử biết bị cáo Hùng có đánh cháu hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, con thật sự thì anh Hùng không có đánh con. Đề nghị mọi người giữ trật tự. Vậy vì sao cháu lại bịa ra chuyện để gây mâu thuẫn cho anh trai và bị cáo? Dạ, thưa hội đồng xét xử, là con ghét anh Hùng. Đức ơi, Đức ơi! Ủa, anh Hùng? Con Đức ở nhà không em? Ủa, anh Đức mới đi đâu á, em cũng không biết nữa. Trời ơi, cái thằng này, nó hẹn anh qua đây mà sao đi đâu là sao? Vậy thôi, nó không có ở nhà thì thôi anh về. Khi nào mà nó về thì anh qua. Vậy nha. Anh Hùng. Hả? Anh có tiền không? Tiền là bao nhiêu? 400. Anh cho em mượn đi. Ngồi xuống đây nói chuyện. Mượn tiền nó làm cái gì? Tại con nhỏ bạn em nó có một con gấu bông bự chảng luôn. Ôm sướng lắm. Trời, em cũng muốn ơi. Có một con. Anh đâu có tiền đâu, tự nhiên muốn lấy tiền mua gấu bông. Bây giờ mình không có gấu bông á, mà mình không có tiền nhiều quá chứ gì nữa. Thì bây giờ là mình sao ta? Em có ít tiền thì em sẽ mua con gấu bông nhỏ hơn. Rồi mình chơi, mua chi con bự. Em không thích, em thích con bự cơ. Thì bây giờ em thích con bự thì em qua nhà nhỏ bạn á, rồi em chơi chung với nó. Em không thích chơi chung. Em thích em có một con. Trời ơi, con này nay ngang chướng quá. Anh đâu có tiền đâu. Nè, đó, anh chỉ có cái điện thoại này, đó. Túi anh đâu có tiền, thấy chưa? Thì anh về anh xin ba mẹ anh đi. Nhà anh giàu mà. Mà giàu quá, giàu chứ ba mẹ anh khó lắm. Không có cho tiền mua mấy cái thứ tầm bậy tầm bạ đó đâu. Mà bây giờ em còn nhỏ á, em chưa có tiền á thì em lo em học thôi. Ba mẹ làm lụng cực khổ, tự nhiên đi xe xu với mấy người giàu có làm chi vậy? Mình có tiền ít đó thì mua ít thôi, tiện mua gấu bự rồi mượn tiền. Nhưng mà anh cho em mượn đi. Anh không có tiền mà sao mượn được.
Anh không cho mượn thì thôi, anh đúng là đồ keo kiệt. Anh đi về đi. Rồi, từ từ anh về. Có sao không? Đứng lên, đứng. Anh đi về đi. Đứng lên. Anh đi về đi, lấy luôn ai về mé anh hai nè. Hôm nay khó hiểu. Anh đi về đi. Rồi, anh đi về. Bé kỳ. Con chỉ muốn anh hai nghỉ chơi với anh Hùng thôi, chứ không có muốn anh hai chết đâu. Cháu có biết vì suy nghĩ trẻ con của mình mà gây lên cái chết cho anh trai mình hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử là con không biết, con rất hối hận. Cháu ngồi xuống đi. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Bùi Chí Hùng đối với bị hại Trần Trung Đức là cố ý gây thương tích. Trong lúc xô xát, bị cáo đã dùng dao đâm vào chân của bị hại để tự vệ. Nhưng do đâm trúng tĩnh mạch đã khiến cho bị hại mất máu dẫn đến tử vong. Viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt như bị cáo đang ở độ tuổi vị thành niên phạm tội trong trường hợp bị kích động tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại. Gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại. Người đại diện hợp pháp cho bị hại đã viết đơn xin giảm án cho bị cáo. Vì vậy, căn cứ vào điều 134 Bộ Luật Hình Sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 7 năm tù cho bị cáo Bùi Chí Hùng. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện hợp pháp của bị hại ông Bùi Văn Chí đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Ông có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát đưa ra đối với bị cáo hay không? Thưa đồng xét xử, mất con tôi cũng đau lắm. Nhưng mà mọi chuyện cũng qua rồi. Giờ có tăng thêm hình phạt, con tôi cũng đâu có sống lại được đâu. Thằng Hùng á, nó còn nhỏ, tương lai còn ở phía trước. Nếu như bây giờ nó bị phạt 7 năm tù, tôi cũng không biết là cuộc đời nó sẽ đi về đâu nữa. Kính mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án để nó sớm được về với gia đình, có cơ hội được làm lại cuộc đời. Tôi xin hết. Mời ông ngồi xuống. Mời người nhà bị cáo ông Bùi Văn Đào đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Ông có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Hùng hay không? Trước tiên, tôi xin gửi lời đến anh Chí đã có lòng xin giảm án cho con tôi. Thưa hội đồng xét xử, thằng Hùng con tôi nó là một đứa ngoan hiền, lại học giỏi. Tính nó từ nhỏ thì sống khép kín. Có đôi lần tôi thấy nó có biểu hiện đánh nhau. Tôi có gặng hỏi mà nó giấu, nó không chịu nói. Phận làm cha như tôi mà không tìm hiểu quả sự việc dẫn đến cớ sự ngày hôm nay, một phần lỗi cũng do tôi. Từ ngày nó gây ra chuyện, gia đình tôi cũng lâm vào cảnh lao đao. Mẹ nói vì vậy mà chở bệnh, phải đi viện, đến nay vẫn chưa được về. Tôi mong hội đồng xét xử xem xét tuổi của nó còn nhỏ dại mà giảm án cho nó, để nó sớm trở về nhà, được trở lại trường và tiếp tục việc học, để thực hiện ước mơ làm kỹ sư của mình. Mời ông ngồi xuống. Bị cáo Bùi Chí Hùng, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử và nghị án. Con xin lỗi chú, vì con mà đã gây ra cái chết cho Hằng Đức. Ba, con xin lỗi ba nhiều lắm. Con là thằng con bất hiếu.
Nhưng mà mọi người hãy tin con, con không có cố ý gây ra cái chết cho Hồng Đức đâu. Con mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho con để con mau về cuộc sống bình thường. Con muốn làm lại từ đầu chứ con không muốn đi tù đâu. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Bùi Chí Hùng đối với bị hại Trần Trung Đức là cố ý gây thương tích. Hội đồng xét xử cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt như bị cáo là người chưa thành niên, phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động do hành vi trái pháp luật của bị hại. Gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại. Người đại diện hợp pháp cho bị hại đã viết đơn xin giảm án cho bị cáo. Vì vậy, căn cứ vào điều 134 Bộ Luật Hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Chí Hùng mức án 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ba năm tháng năm dài tăm tối. Đối diện vành móng ngựa, bị cáo cúi đầu vì nghẹn ngào và vì hối hận trong muộn màng. Nhưng có lẽ người phải hối hận nhiều nhất trong phiên tòa này chính là em gái bị hại. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân đổ tội cho người anh vốn thân thiết với gia đình, để rồi gây nên mâu thuẫn, dẫn đến cái chết tức tưởi của anh trai và đẩy bị cáo rơi vào vòng lao lý với cái tội vượt quá giới hạn phòng vệ. Phải chi khi sự việc xảy ra, cả ba người họ biết bình tĩnh hơn để ngồi với nhau nói chuyện rõ ràng, thì khúc mắc được tháo gỡ, tấn bi kịch cuộc đời họ có lẽ đã không đau thương như ngày hôm nay. Tôi cũng mong rằng các bạn trẻ hãy nhìn vào đây để cảnh tỉnh bản thân, đừng đánh mất tuổi trẻ, đánh mất tương lai vì những cách hành xử bồng bột, nông nổi.